Dạ vâng, em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, bên em mới về thêm mấy cái mẫu xe các bác nhé. Thì trong cái video này ấy, em chỉ quay qua và báo giá cho bác biết thôi, để cho bác biết là những cái mẫu xe bên em mới lấy về. Rồi sau xong cái cuộc video này em sẽ livestream từng con một, video chi tiết cụ thể hơn các bác nhé, để em đăng lên cho bác xem. Thì trong cái video này em chỉ nói giá qua cho các bác và quay qua từng con một cho bác biết thôi, để các bác biết là những cái mẫu xe bên em mới lấy về. Xong cái video này ấy, em sẽ quay chi tiết video từng con một và em sẽ đăng lên. Các bác quan tâm hãy vào đăng ký kênh của em nhé, để xem những cái video cụ thể hơn. Bên em rất là nhiều xe về, ngày nào cũng xe về, nên là các bác hãy nhớ đăng ký kênh của em để xem những cái video em cập nhật thường xuyên. Dạ vâng, số điện thoại em là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các bác nhé. Địa chỉ em ở thôn Hạ Làng, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đó, rất là nhiều xe cho các bác lựa chọn. Đây em sẽ quay con này trước. Đó. Dạ vâng, trước mắt ta là mẫu Chevrolet Avell được sản xuất năm 2013, bản đủ các nhá, bản đủ, bản túi khí, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Đó, rất là đẹp luôn. Thì con này la răng đúc đầy đủ hết các nhá, hoàn toàn lên form mới rồi, được phủ màu sơn ghi bạc, rất là đẹp các nhá. Khá là đẹp luôn. Con này nội thất phải nói là cực phê luôn các. Đây các bác xem. Nó thật sự là nó quá đẹp luôn các bác nhé, quá đẹp luôn. Rất là đẹp các bạn. Đây là Camry này các bạn, Camry này, Toyota Camry. Đây là con Gentra 2011 các bác nhé. Đó. Rất là nhiều xe các bác này cho lựa chọn nhé. Đây là con Mazda 3 các bác nhé, con này con Mazda 3 số tự động. Đầy đủ hết. Em xin lỗi các bác, em nghe điện thoại cái khách gọi em phải nghe luôn. Nói chung là con này đời cao, giá rất là hợp lý các bác nhé. Đây các bác xem phần nội thất của nó. Nội thất của nó các bác rất là ngạc nhiên luôn này, đúng không ạ? Khá là đẹp. Wow, rất là đẹp luôn các bác. Từ cái táp ly cửa đây các bác nhìn này, đẹp mỹ mãn luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Trần nguyên bản trần lỉ nhá, họ đã bọc thêm một cái lớp vải bóng bên ngoài các nhá, để cho những bụi bẩn lên ấy thôi, lên vải bóng ấy thôi. Không bị bụi. Nội thất thế nào các bác xem, nội thất thế nào, rất là đẹp, xe chất lượng luôn nhá. Đây là tổng bộ chỉnh gương kính chỉnh điện nhá, gương gập điện nhá các bác nhá. Đây các bác xem, vô lăng 4 chấu này, túi khí này, xe được trang bị hai túi khí và phanh ABS đầy đủ các bác nhá. Đó, táp đi cửa đây các bác nhìn đây ạ. Được cái tay lắm mở cửa này, có nhìn nó còn mới cứng luôn này. Rất là mới không nhá. Một cái mẫu xe rất là chất lượng. Chevrolet Avell 2013 các bác nhá, 2013. Được trang bị màn hình đầy đủ không nhá, màn hình. Đó. Màn hình cam lùi đầy đủ hết các bác nhá. Đây các bác xem. Rất đẹp luôn các bác nhìn này. Đúng không ạ? Khá là chất lượng. Nội thất nhìn rất là sáng sủa đúng không ạ? Từ cái phần nhựa đây các bác nhìn này ạ. Từ cái phần nhựa của con Avell 2013 này nhá, các bác nhìn đây nó rất là mới này, từ cái táp ly này. Từ cái táp ly cửa bên kia các bác nhìn này ạ, như mới luôn nhá, như ở trong hãng luôn. Đây các bác xem ạ, phần loa và lỉ nguyên bản đằng sau này. Rất là sạch đẹp luôn nhá, từ táp ly cửa bên kia. Em xin lại, đây là mẫu xe Chevrolet Avell nhá, được sản xuất năm 2013. 2013. Đinh chốt bản lề đây, mới cứng không nhé. 2013 thì con xe này bên em bán mức giá là chỉ có 218 triệu các nhé. 218 triệu thôi. Avell 2013. Đây là để đồ đây, các nhìn đây ạ. Để đồ đây này. Lỉ nguyên bản này. Túi khí rất là đẹp. Nói chung là chất lượng từ phần táp lô này. Một cái mẫu xe phải nói là khá là chất lượng, rất là đẹp các nhé. Đời cao mà giá bình dân cho bác lựa chọn gia đình đúng không ạ? Đây là chỉnh kính điện và đây là chỉnh gương điện đâu nhá, đây chỉnh gương điện. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Âm thanh hay. Bản đủ các nhá, con này là form mới rồi, bản là túi khí và phanh ABS các bác nhá. Đầy đủ hết, nội thất phải nói thì không đối thủ rồi. Nội thất rất là đẹp.
Các bác thấy hay hãy chia sẻ giúp em nhé, cho mọi người cùng xem. Và hãy nhớ đăng ký kênh để những cái video này em đưa lên cái là các bác nắm bắt được ngay. Đây cho bác xem qua cái form xe. Nó rất là đẹp luôn. Bác xem từ cái đường vân này. Rất là chất lượng đúng không ạ? Rất là đẹp. Khá là đẹp luôn. Đây cho bác xem cái phần đèn đây, tất cả đã úp mạng chrome hết rồi. Đúng không ạ? Đèn úp mạng chrome. Nhìn rất là sáng. Đằng sau đây, tất cả là lỉ rất là sạch này, các bác nhìn này ạ. Phần dưới đây, lỉ đây. Rất là đẹp luôn. Tất cả đây bác nhìn này ạ, dưới này đấy ạ. Khá là ok đúng không ạ? Rồi em sẽ quay video chi tiết sau nhá. Thì là đây em quay qua thôi, thì con này em sẽ nhắc lại nhá. Là Avel 2013 bản đủ túi khí phanh ABS 218 triệu các bác nhá. Nó la răng đúc kia, nhìn nó rất là đẹp luôn. Form mới rồi, hoàn toàn lên form mới rồi. Dạ vâng, đấy là xong một con đúng không ạ? Xong một con cho bác. Tiếp tục là em sẽ quay con con 7 chỗ góc kia nhé các bác nhé. 7 chỗ đây. Quay cho bác con 7 chỗ này. 7 chỗ đây các bác nhé. 7 chỗ đây. Rất là đẹp luôn. Đây là con treo led Captiva. Cũng mới đây về đây. Con này phủ màu sơn ghi bạc các bác nhé. Con này độ full đồ luôn. Tất cả chủ xe đã độ lên rất là nhiều đồ chơi. Thứ nhất là cái dòng này thì vô lăng không có vô lăng tích hợp bàn phím, thì chủ xe đã độ lên vô lăng tích hợp bàn phím rồi đó, và lắp được trang bị thêm màn hình Android các nhá, đa chức năng kết nối đủ các loại. La răng đúc đây rất là đẹp, lốp lắp mới cả ra các nhá. Đó, la răng đúc nhìn rất là đẹp luôn. Dòng xe gầm cao máy thoáng này, một cái cúp xe khá nổi tiếng đến từ thương hiệu của Mỹ các nhá. 7 chỗ ngồi nhìn rất là đẹp, cao to đó. Phải nói là một cái mẫu xe được rất nhiều người yêu thích, form dáng to, giá cả rất là hợp lý thôi, 207. Nói chung là option con này thì rất là hiện đại rồi các bác nhé. Option thì cực kỳ hiện đại luôn, được trang bị gương kính chỉnh điện các bác nhé, túi khí và phanh ABS, chốt cửa tự động, gương gập điện, la răng đúc, ghế chỉnh điện, màn hình Android, màn hình cam lùi đầy đủ hết các bác nhé, không thiếu một cái chức năng gì cả. Cực đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp luôn này các bác nhìn này. Màn hình Android này, đa chức năng này, như một cái điện thoại con. Điều hòa tự động luôn các bác nhé, điều hòa tự động luôn. Tất cả phần chống trơn trượt đây và phần xuống dốc đây đầy đủ hết. Đây thì các bác đây xem, đây chủ xe đã độ thêm vô lăng tích hợp bàn phím đây, họ độ lên nhá. Đây là họ độ lên này. Đây chủ xe rất là cẩn thận luôn các bác nhé. Đó. Đây các bác nhìn này. Từ cái bên này đây, các bác nhìn này. Cái chỉnh điện thoại đây. Còn bên này là cái nút chỉnh to nhỏ của cái video ở trong cái đài này, trong cái màn hình này, và ấn lách bài. Đây là cái này nghe điện thoại luôn các nhá, nghe điện thoại. Đó, cũng khá là ok đúng không ạ? Và đây là màn hình Android đa chức năng, kết nối Facebook, Zalo, YouTube, rồi thì đủ các loại, nói chung là như một cái điện thoại con. Nội thất đẹp các nhá, từ phần táp lô này. Các nhìn ạ. Xe nói chung là rất là chất lượng luôn. Đây cánh cửa bên phụ đây, các nhìn thấy từ cái phần vân gỗ này nó còn nguyên bản theo xe này. Đó là cái bóng rất là đẹp luôn các nhá. Từ phần nhựa này cũng còn rất là đẹp. Đây các bác xem. Khá là đẹp luôn. Cái phần táp ly đây. Nói chung là một cái mẫu xe là khá nổi tiếng rồi, đến từ thương hiệu của Mỹ rồi. Chevrolet Captiva các bác nhá. Một cái mẫu xe gầm cao máy thoáng, đi rất là sướng. Các bác nhá. Đây hàng ghế thứ hai này các bác nhìn này. Nội thất của nó nhìn nó rất là căng, rất là đẹp. Các bác nhá. Đây từ phần táp ly cửa này. Thì đây, cái lưới này thì mình để những cái chai nước gì ở trong này đúng không ạ? Đó, từ tắp đi cửa bên kia các bác nhìn nữa, rất là sạch đẹp. Rồi thì đây, trần trước rất là đẹp luôn. Đèn trần, đèn trước đầy đủ hết các bác. Còn đây, Captiva thì họ thêm một cái giá đỡ trên này. Những cái đồ cồng cành thì mình có thể để trên này nhé. Thì các dòng xe khác thì ít có dòng xe nào có lắm. Đây, nhà thiết kế họ đã sáng tạo ra cái này cũng rất là hay. Cái giá đỡ để đồ các bác nhé. Con này là 2007 các nhá, Chevrolet Captiva 2007. Khá là chất lượng đúng không? Đây cho bác xem cái phần cốp phải đồ đằng sau nhá. Cốp phải đồ đằng sau thì đây các bác xem. Đây cái đằng sau này thì là khi nào mình không có người các bác nhá, không có người thì mình có thể hạ hai ghế này xuống, thì mình có thể để những cái đồ mình cần thiết ở đây đúng không ạ? Còn khi nào mình có người các bác nhá thì mình có thể một thao tác nhỏ này thôi, mình để như này các bác nhá. Thì là lại thêm được ngồi được hai người nữa. Đó, nên là nhà thiết kế này rất là hay các nhá. Đấy, hai ghế đây.
các ông nhìn thấy không? Ừ. Còn lốp dự phòng nó để dưới này các nhá. Lốp dự phòng đây. Lốp dự phòng đầy đủ thế này đây. Đó. Thế là 7 chỗ ngồi khá là rộng rãi luôn các nhá. Đó. Ok nào. Khi nào mình không có người thì mình hạ xuống đó cho nó thoáng xe các bác nhá, cho nó thoáng xe. Nó rất là hay, nhà thiết kế phải nói thiết kế khá là hay. Đúng không ạ? Dạ vâng, em xin lại đây là mẫu xe Chevrolet Captiva các nhá. Con này là full đồ rồi. Thì chủ xe đã độ màn hình Android và cam lùi. Màn hình Android đa chức năng, có thể kết nối YouTube và Facebook, Zalo, nói chung là đủ các loại nhá, nó như một cái điện thoại nhỏ. Thì con xe được trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí, phanh ABS, gương gập điện các nhá, sen nhang tích hợp trên gương, la răng đúc. Tất cả tổng thành xe rất là đẹp. Con này chốt cửa tự động luôn, ghế điện rồi điều hòa auto thôi nhá. Điều hòa tự động luôn. Chống trơn trượt đầy đủ hết, một cái mẫu xe khá gặp đẹp đến từ thương hiệu của Mỹ. Thì con xe này bên em báo giá cho các bác xem là 225 triệu nhá, cũng rất là hợp lý thôi. Tất cả cái giá này bên em đã bao rút hồ sơ rồi. Đây em sẽ cho các bác xem qua cái phần chỉnh ghế điện nhá. Nói chung là một cái mẫu xe gầm cao máy thoáng đi rất là nhàn không nhá. Đây này, các bác xem này, ghế điện này. Đó, chỉnh lên xuống theo ý muốn của mình nhá các bác nhá. Đó, đây phần đây ngả ghế đây. Ngả ghế hay lên đây. Là đầy đủ hết các bác nhá. Chỉ có 225 triệu thôi. Mình đã có sở hữu ngay mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ rồi các bác nhá. Đó, ok. Đây là xong một con. Tiếp tục con nữa các bác nhá. Con này là Toyota Camry 2003. Rất là đẹp các bác nhá, được phủ màu sơn đen. Camry nó đi vào huyền thoại rồi. Đi cực đầm và thích các bác nhá, đi rất là đầm và thích luôn. Phải nói là một cái mẫu xe khá là đẹp. Khá nổi tiếng các bác. Các bác xem form của nó rất là đẹp luôn. Form của nó đi rất là chắc. Âm thanh cực hay luôn các bác nhá. Đây các bác xem form đây. Nói chung là một cái mẫu xe thì phải nói là làm lên tên tuổi của hãng Toyota rồi các bác nhá. Làm lên tên tuổi của hãng Toyota rồi. Camry thần thánh. Nội thất nhìn rất là sáng xe các bác nhá. Rất là sáng, một cái màu đen nhìn nó rất là lịch sự đúng không ạ? Có nhắc đến Camry thì nó rất là hiện đại rồi. Đó, nó rất là đẹp. Đây, mời bác ngó qua cái nội thất của chiếc xe này. Đây, các xem nội thất phải nói thì thôi rồi các bác ạ. Nội thất quá đẹp luôn. Thật sự không thể diễn tả được nó đẹp như thế. Cái vức tinh xảo đây. Đấy, cái nhăn này là tinh xảo của nhà máy nhá. Nguyên bản theo xe anh con nhá. Cái vết nhăn đấy nó có một cái nét đặc trưng đẹp riêng các nhá. Đây, nội thất đây. Nội thất rất là đẹp. Tablo này. Phải nói là mẫu xe đẹp. Rồi em sẽ quay video chi tiết sau cho các bác xem nhé. Đây. Các bác xem này. Khá là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Đây các bác xem ghế da. Thực sự là rất là chất lượng. Cái phần đây. Vân này. Khá là rộng rãi đúng không? Tại sao form nó to nó dài các bạn. Nhìn nó đầm. Đi chắc lịch luôn các nhá. Đằng sau có rèm che nắng đàng hoàng các nhá. Đằng sau có rèm che nắng đây không nhá. Rèm che nắng đây. Đầy đủ hết các bạn. Bọc lên. Đúng không ạ? Bọc bên kia lên. Đầy đủ hết. Các bác nhìn thế nào? Rất là đẹp đúng không ạ? Phải nói là một cái mẫu xe rất là thần thánh rồi. Camry huyền thoại các nhá. Camry huyền thoại rồi. 2003 nhưng mà các bác xem. Đến bây giờ cái form dáng của nó các bác nhìn đi ạ. Cái form dáng của nó có thua một cái dòng xe nào không ạ? Nó vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Form dáng nó nhìn nó đẹp đúng không ạ? Nhìn nó dài, nói chung là nó phong cách đấy. Khá là đẹp. Đây các bác nhìn. Form dáng nó rất là đẹp. Đây ta nhìn từ phía sau này, các bác nhìn này, các bác ngắm nhá. Form dáng thế nào? La răng đúc, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, gương gập điện, túi khí đầy đủ hết các bác nhé. Chốt cửa tự động. Đi rất là đầm và chắc, âm thanh vũ trường luôn. Đây các bác xem form đây. Form của nó thì thôi rồi, thật sự các bác là đẹp. Toyota Camry huyền thoại các bác nhé. Đây các bác nhìn form này. Form rất là đẹp luôn các bác nhé. Con xe bên em bán nó giá là chỉ có 258 triệu thôi các bác nhé. Giá rất là hợp lý. Đó. Dạ vâng, đó là con Camry các bác nhé. Tiếp tục một mẫu xe nữa. Một mẫu xe khá là phổ thông. Đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, Daewoo Gentra, đời cao nhất của Gentra luôn các bác nhé. 2011. 2011 nhé. Nó đời rất là cao. Con xe này cũng đã độ lên màn hình Android rồi. Màn hình Android đầy đủ hết các nhá.
các xem cũng rất là đẹp đúng không ạ? Rất là lành xe, đời cao mà giá rất là hợp lý thôi. Con xe này bên em bán giá là chỉ có 168 triệu thôi các nhá. Chỉ có 168 triệu. Các bác đã sở hữu ngay một cái mẫu xe ô tô sedan đầu rồi, một cái mẫu xe khá là lành. Đồ đạc phụ tùng rẻ dễ thay, một cái mẫu xe được rất nhiều người thích các bác nhá. Đây các xem form của nó cũng rất là đẹp luôn, rất là hiện đại đúng không ạ? Khá là đẹp. Form cũng chẳng thua kém một cái xe nào cả đúng không ạ? Người ta nhìn phía sau của chiếc xe thì chủ xe đã độ thêm tất cả cái ốp mặn cái đôm này rồi các bác nhá. Nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn nó rất là đẹp luôn. Form của nó cũng căng đét luôn các bác nhá. Form căng đét đẹp. Đây các bác ngó qua nội thất này. Nội thất đây ạ. Màn hình Android đầy đủ hết. Đây chủ xe độ thêm màn hình Android. Đó. Cái ghế thì mỗi người một sở thích các bác nhá. Mỗi người một sở thích, mỗi người bọc một kiểu. Đó. Mỗi người bọc một kiểu thì là mình theo ý mình của mình thôi. Đấy, từ cái tab ly đây. Các bác nhìn đấy ạ. Đúng không ạ? Nó nên là các bác mua về có thể bọc theo ý muốn của mình. Mỗi người một màu ghế các bác nhá. Màn hình Android đầy đủ hết. Kết nối đa chức năng. Đây hàng ghế thứ hai này các bác này. Hàng ghế thứ hai đây các bác nhá. Xe khá là sạch đẹp luôn. Nó rất là chất lượng. Nó từ sau là ra chiếc nguyên bản này. Sạch đẹp này. Một cái mẫu xe phải nói là ok các bác. Đây các bác xem. Rất là chất lượng đúng không ạ? Form rất là đẹp các bác nhé. Đây các bác ngắm form xe đây. Đây các bác nhìn đây, form nó nhìn cũng rất là căng luôn. Tất cả là phần gương kia họ đã độ thêm là cái mạn chrome màu trắng đúng không ạ? Thì để cho con xe nó nổi hơn. Đó, nó nổi hơn đúng không ạ? Rất là hay. Khá là ok đúng không ạ? Đây Uigentra 2011 các bác nhé. Con xe này bên em bán giá là chỉ có 168 triệu thôi các bác nhé. 168 triệu. Vâng, chỉ có 168 triệu mà mua được cái mẫu xe này, nói là cực lành nhá, đồ đạc phụ tùng rẻ dễ thay. Tiết kiệm nhiên liệu các nhá, tiết kiệm nhiên liệu. Rồi ok. Sau đây cho bác xem cái mẫu xe này nhá, là con Mazda 3. Số tự động các nhá, số tự động. Đó. Mazda 3 số tự động, form dáng 204. Đời 204, form dáng của nó đến bây giờ vẫn còn rất là đẹp các nhá, vẫn rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất là thể thao. Khá là chất lượng đúng không ạ? Để các xem. Khá đẹp luôn. Thì con xe này bên em bán mức giá là 235 triệu các bác nhé. Tất cả là giá vẫn thương lượng được cho các bác. Số tự động luôn. 204 số tự động. Nội thất các bác nhé. Nội thất đây. Thì mình thích bọc màu gì thì mình bọc thôi các bác nhé. Mình thích bọc cái màu gì thì mình bọc cho cái màu nó nổi lên là ok. Được trang bị màn hình cam đùi đầy đủ hết các bác nhé. Màn hình cam đùi đầy đủ hết. Hộp số tự động. Đây các bác nhìn hộp số tự động. Đi rất là nhàn các bác nhé. Đi rất là nhàn luôn. Trang bị gương kính chỉnh điện, túi khí phanh ABS các nhá. Đầy đủ hết, không thiếu gì cả, la răng đúc. Đây các bác xem, form của nó nhìn rất là căng các nhá. Form của nó nhìn rất là căng luôn, rất là đẹp. Cái mẫu xe là giá cũng chỉ có 235 triệu thôi, 204 các nhá, Mazda 3 204. Nói chung là một cái mẫu xe khá nổi tiếng đến từ thương hiệu của Nhật Bản, được mệnh danh như là lùi đồng cuối đá luôn các nhá. Đây các bác nhìn form này, form rất là căng, rất là đẹp. Đến bây giờ 204 nhưng mà các bác nhìn thấy form cũng rất là đẹp. Dạ vâng, đó là tổng thanh em quay qua cho bác đấy. Thì rồi em sẽ làm video xong cái cuộc video này em sẽ làm video luôn cho bác xem. Đó. Dạ vâng. Một lần nữa em Minh Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.